Bất sản đặc biệt kính chào cô chú quý chị. Hôm nay ngày mới xin chúc được dồi dào sức khỏe, công việc làm ăn phát tài phát đạt nha. Thì hôm nay gia chủ ký gửi em một cái căn nhà anh chị ha. À, chủ thì đang ở luôn, thì do kẹt tiền làm ăn khó khăn quá anh chị ơi, nên đành phải bán anh chị ha. Với ngang là 5,3 m, chiều sâu là 17,8 m nha. À, phía sau nó hậu ra là 6,6 m, trên tổng tích là 88,5 m². À, thổ cư nhà mình là 100% luôn. À, rất là tuyệt vời nha anh chị ha, đất căn nhà và thị trấn nữa. Đây là ấp Me, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nha. Anh chị đi thẳng trước màn hình mình nè, cái đường này là cho xe là 2,5 tấn mình lưu thông nha. Thẳng một đường thôi, 100 m, đụng tới quốc lộ 1A. Đó, mình chạy về phải là hướng thành phố Mỹ Tho là khoảng 200 m nữa là có chợ đêm, cơ quan chánh, điện máy xanh, đầy đủ hết chị. Đó, một vị trí về đây mình có cái nhà ở, con cái mình học rất gần, mình làm giấy tờ cũng rất là tiện luôn, một vị trí rất là đẹp luôn nha. Còn ra quốc lộ A biểu trái là về thành phố Mỹ Tho, xin gọi thành phố Hồ Chí Minh. Nếu tính từ bến xe miền Tây là về tới căn nhà mình cần mua là 59 km nha. Còn đây về thành phố Mỹ Tho rất là gần nha anh chị, chỉ có là 8 cây 8 số thôi. À, cái vị trí nè, em định về em chụp lại để cho mình thấy rõ đường xá để mình về đem xem cái căn nhà này của mình nha. Dạ, đường này dân cư rất là đông chị ha, tại căn nhà và đất mình ở đây là thuộc thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nha. Để quay một vòng mình xem hàng xóm nè, cực kỳ đông luôn. Cái đường này là đường công cộng, đường thông nha anh chị. Đó, mình đi ra đường này, ra đường quốc lộ A cũng được nè, về chợ đêm cũng được nè. Đó, đường thông công cộng hết nha. Ở đây mình có đèn đường, điện nước, cáp, wifi đầy đủ hết nha anh chị. Cái hướng ở nhà mình đây là hướng đông nam nha anh chị. Đây, căn nhà mình là sau lưng cái căn nhà này anh chị ha. Đó, mình vô khoảng 20 m tới căn nhà mình nha. Đó, cái quyết điểm là cái căn nhà mình nằm được xe máy. Đó, cái đường này riêng của mình luôn. Đó, vô 20 m là sau lưng căn nhà này là tới nhà mình. Đó, trong đây thì hơi buồn, con cái thì được cái yên tĩnh dành cho những cô chú nào lớn tuổi thích yên tĩnh ha. Đó, thì mình nên mua căn nhà này, giá thì có 530 triệu thôi, giá thì cũng rẻ chị ha, tại đất thị trấn thì tính đất thôi thì cũng giá hợp lý rồi. Còn này mình có căn nhà cấp 4 nữa, nhà cấp 4 thì em thấy cũng xây dựng lâu rồi, nhưng được cái là làm rất là kiên cố, đã lót nền ốp gạch, đóng thạch cao rồi anh chị ha. Đây, cái này cái cổng nhà mình đây. Đó, ở bên tay phải mình đây là có lối đi ra phía sau nhà. Đó, cái ranh giới anh chị ha, nè, theo cái bức tường 2,5 m nè, thẳng ra phía sau nha. Tại phía sau mình ở hậu là 6,6 m, còn trước mình chỉ có 5,3 m thôi. À, chiều sâu bên tay trái thì 15 m, hai chiều sâu khác nhau nha anh chị. Ở nhà làm rất là to luôn chị thấy không? Còn đây là cái sân, quay qua cái sân cho mình xem rõ luôn này. Sân này, cái này sau lưng nhà ta thì ta cũng có xây bức tường rồi, và ở chiều sâu bên tay trái cũng xây bức tường 2,5 m luôn anh chị ha. À, gia chủ làm rất là kỹ luôn, đã lót cái gạch cái sân luôn anh chị thấy không? Rồi, để em quay cao cho anh chị xem ha, toàn diện không gian rộng, rồi em sẽ đi vô bên trong căn nhà nha. Đây, nhà cấp 4 kiểu miền Tây nha anh chị. Hiện tại thì mấy cái sơn đó chị tróc hết trơn chị thấy không? Thì mình về đó thì mình đi bê lại chị ha, không có nhiêu tiền anh chị, mình tu bổ lại xíu. Còn nếu mình không có điều kiện thì mình tạm thời là mua vô ở liền, rồi từ từ mình tu bổ từ từ nha anh chị ha. Đó, cái nền nhà rất là cao chị thấy không? Ở trước cái đây thì gia chủ cũng ốp gạch lên tới lập phòng luôn. Ở trước đây là đóng lập phòng nha, nhưng mà hư rồi chủ gỡ rồi. Còn bên trong là bóng thạch cao nha anh chị. Cửa thì phong cách rất là đơn giản, cửa bằng sắt lồng kiến ha. Đây là mấy ông anh làm chung anh chị. Đây là không gian rộng cái phòng khách của mình đây. Bên tay phải thì có hai cửa sổ rất là rộng, rất là thoáng luôn nha. Bên tay trái mình không có cửa sổ là do là nhà sát sát nhau không, bức tường không làm cửa sổ được. Mình đây chủ có làm cửa sổ bên tay phải, tại vì bên tay phải mình có cái lối đi ra phía sau nhà nha anh chị. Đây là trên trần anh chị. Thì gia chủ cũng chuyển một số đồ đi ha, như là bàn thờ và một số vật dụng thì đem đi một ít rồi, còn một ít thì còn để lại nha anh chị. Nhà mình thì thiết kế được là 2 phòng ngủ nha,
thì phòng ngủ thì cũng vừa phải thôi ha. Bên trong phòng thì cũng ốp gạch là 1m2 anh chị ha. Ở bên phòng phòng đây đó, ở trên là anh chị trên cũng làm có chỗ kiến để mà lấy ánh sáng vô anh chị ha, có phòng ngủ ánh sáng. Còn đây là phòng thứ hai, hai phòng giống nhau anh chị, không gian vừa phải chứ không có lớn anh chị ha, tại diện tích mình cũng vừa thôi chứ không có lớn mấy đó. Đây cũng có cái giường, giường là bằng sắt anh chị ha. Còn đây là cái không gian bếp đồ ăn anh chị đó, không gian bếp đồ ăn thì em thấy rộng rãi thông thoáng anh chị ơi đó. Đây để bàn tròn hay bàn dài để mình ăn cơm ha, khá là rộng rãi luôn. Giá thì có 530 triệu thôi mà thổ cư là 100% luôn, chủ quyền nhà đầy đủ luôn chị ha. Đó, mua mà có nhà có thổ cư chủ quyền nữa rất là tuyệt vời rồi. Đây có cái sổ nè, đây có cái lối đi ra phía bên hông đó, nhưng mà cái ô khóa bị chủ quên đem rồi, chủ qua nhà mới qua đây mới mở cửa trước, cái ổ này quên đem theo rồi nó không quay ra bên đây được, anh chị cũng thông cảm ha. Rồi em sẽ là cái sàn nước anh chị, nhà vệ sinh, nhà tắm luôn cho mình nắm rõ luôn nha. Sàn nước đây thì gia chủ thiết kế rất là lớn luôn chị. Đây rửa nồi ơ chén bát ở khu vực này ha. Này trên nè có một số móc và nồi ơ thì chủ cũng đem qua nhà mới rồi nhanh chị. Ở đây nhà tắm, nhà vệ sinh là chủ làm riêng biệt nhanh chị. Đó, bên trong cuối cùng đây là nhà vệ sinh. Đó, thì phía sau thì có cái chéo anh chị ha, nó nở cái chéo đây nè. Đó, gia chủ xây dựng là hết đất luôn. Đây là nhà bồn cầu anh chị ha, này xây gạch lên để một cầu lên, làm rất là đơn giản thôi. Còn kế bên đây là nhà tắm, nhà tắm thì cũng có cái labo, đánh răng rửa mặt anh chị ha. Em quay kỹ bên trong mình thấy rõ luôn. Đây nhà tắm đây thì gia chủ lót nền ốp gạch cao là 2m2 anh chị, rất là cao luôn nha. Cái nhà này nhà cấp 4 mà tính đất hơn cũng được chị ha, tại nhà cũng hơi xuống cấp rồi. Rồi để đây em tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú nào quan tâm cái căn nhà thuộc về thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ bên số thoại âm thanh, bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để em thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nhanh chị. Em xin nhắc lại cái giá chủ ký gửi một lần nữa nha là 530 triệu chị ha. Thổ cư thì là 100% luôn chị nha. Nhà thì là mua vào ở liền. Nếu mình có điều kiện thì tu bổ theo ý mình xíu nha chị. Thì một số sơn thì cũng tóc mình phải đi bê lại anh chị ha, và mình sửa theo ý mình một xíu nha. Quý hàng cũng đừng quên có một like, một chia sẻ, một nút đăng ký màn hình để tương tác với em, nhằm có động lực quay những video mới tìm đất và nhà giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú ha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ em xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.